Ở đây sẽ là ba tấm bảng để tụi em ghi kết quả của những câu trắc nghiệm mà Như sẽ chia sẻ với các bạn. Và các bạn ghi vào coi mình có đúng với nhau, có trùng khớp với nhau không. Không trùng khớp thì coi như sai ha. Nhưng mà đây đối với Như nó giống như một bài test vậy. Lâu quá mình không có quan tâm nhau thì hôm nay mình coi thử à, mình thiếu chỗ này, mình thiếu chỗ kia. Tổng hợp lại, nếu trả lời 7 trên 10 là thắng. Thắng và em có được gì không ạ? Thắng thì chắc chắn là không được quà đâu. Ôi giời ơi. Em biết không, đến với chương trình là sự cống hiến rồi các em ạ. Không, nhưng mà thua thì mình sẽ biết là ai chưa hiểu mình lắm và ai hiểu mình hơn nữa. Không, nhiều khi là không phải là không hiểu đâu, mà là có nghĩa là bỏ qua những chi tiết nhỏ. Đúng không? Còn nếu mà thua thì chắc chắn là bị phạt đó. Chúng ta cùng đến với 10 câu hỏi. Câu đầu tiên, quán ăn đầu tiên cả nhóm cùng đi ăn là quán nào? Kết quả là kết quả rơi ra luôn hả? Em không nhớ đâu, em ghi đại á. Bún bò cổng công ty ạ. Trả lời cổng công ty. Bún cũng bò. Vậy đó nhưng mà em. Câu tiếp theo, nơi nào mà cả ba thích đi du lịch cùng nhau nhất? Kết quả là từ chờ em chút. Không biết còn đúng không? Không biết có đúng không? Câu tiếp theo. MV đầu tiên của cả nhóm được thực hiện ở đâu? Nêu tên địa điểm cụ thể. Sai rồi đấy. Đúng. Kết quả là Sài Gòn quận 7, phim trường quận 7, phim trường quận 7, studio bên quận 7. Trời đó ơi, đơn giản quá rồi. Câu tiếp theo nào. Tính đến thời điểm hiện tại, MV nào của cả nhóm có lượt view cao nhất, con số là bao nhiêu? Em không nhớ nữa, nhưng mà chị nhớ là bài... Kết quả Cần Anh Hơn Thế, 500.000 view, tự tin 250.000 cùng nhau đi chơi chắc. Wow, thật sự tuyệt vời, mỗi người một tên. Không, mà nhờ như vậy là khán giả nhắc khán giả biết là các bạn có gì đó. Mỗi người ghi bài luôn. Câu hỏi số 5, thần tượng chung của cả ba là ai? Rồi, kết quả không có. Tại mỗi người thích một kiểu. Tiếp ạ. Cung hoàng đạo của Kim Thành là gì? Ai cũng biết đấy chị ạ. Trêu đấy. Nhưng mà đúng rồi. Tiếp theo, MV gần đây nhất của Lưu Hiền Trinh có tên là gì, do ai sáng tác? Yeah. Tên gì chứ? Ok. Thương cái gì quên rồi. Dài quá này. Dài quá. Kết quả Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Dương Khắc Linh. Kết quả ghi chậm thế. Sao ghi chậm thế nhỉ? Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Dương Khắc Linh rồi. Tiếp theo, Trinh Hồng Vịnh còn được biết với nickname là gì? Ui dồi ôi. Hả? Cái này. Trời, cái này tên thời trẻ trâu quá nè. Xin, tại sao vậy ạ? Dạ, ngày xưa là em hoạt động trong underground, em rap kiểu tên là kêu Dương Xin nickname ngày xưa thôi, lâu lắm rồi. Rồi, tiếp theo, món ăn cùng yêu thích của cả ba là gì? À rồi. Đúng rồi. Rồi. Gì đấy? Rồi, trong ba người, ai là người công khai bạn trai đầu tiên? Kết quả Kim Thành xin. Em buồn cười quá đấy, em mới là người công khai đầu tiên đấy. Công khai lúc nào? Em có công khai đâu. Em đâu có công khai đâu, mọi người tự em biết chứ bộ. Em cần chị nhắc lại không? Thôi, cảm ơn chị. Thôi, nhưng mà kiểu dân tình ai cũng biết đi, cộng đồng của em quá. Ai cũng biết. Chúng ta đã trả lời được 6 trên 10 câu, thật chúc mừng. Ý nghĩa là chúng ta thua rồi. Bây giờ em tưởng mình đúng gần hết, em tưởng... Không, 6 thôi. Ôi. Các bạn có đang thắc mắc về những thứ mà Mèo đang cầm không? Em thực sự là rất thắc mắc rồi ạ. Đúng rồi, tại vì khi mà tụi em xuất hiện trong chương trình đó, có sự rất là hiện đại, rất là sự rất là nóng bỏng trên sân khấu, thì bây giờ sân khấu sẽ tạo cho tụi em nóng bỏng hơn. Đây là cây quạt. Dạ. Em có thích cây quạt không? Em thích cây quạt. Đây, hai bạn còn lại thích cái gì nữa ạ? Đây có quạt với nón lá với cả thúng cả nia. Cho em nón lá. Đây, nón lá thì phù hợp với em quá rồi, màu xanh đấy. Còn em cho mỗi người một kiểu đi, cho em xin chị cái mẹt. Sàn cái mẹt. Vậy thì bình thường mọi người sẽ thấy nhóm mà S Girl với hình ảnh rất là năng động,
Ủa lộn, không, năng động. Thì bây giờ cho họ tí dân gian, cho họ tí mộc mạc, hãy cùng múa một đoạn nhạc mà làm cho khán giả siêu lòng, cho người ta thích mình. Dân giả và mộc mạc, 2 phút dành cho các bạn thể hiện. Còn, em có để ý là mỗi lần chị lên xuất hiện là nhạc tắt không? Sự nghiệp âm nhạc của chị nó gián đoạn là bởi cái người âm thanh của chương trình. Thôi thôi được rồi, cảm ơn mấy người. Sau khi mà tụi em thể hiện cái phần múa dân gian của mình đó, thì chị phát hiện ra là các em chỉ nên hát và nhảy thôi nha. Ta hạn chế múa những cái vật dụng mình. Đáng lẽ là nó rất là đẹp luôn, nhưng mà các em làm cho nó cảm thấy, chị cảm thấy nó cũng còn đẹp đó, nhưng mà nó là một cái nét đẹp khác, khá lạ. Cảm ơn các em rất nhiều nha. Vâng ạ, chị thấy được cái sự nhiệt tình. Cảm ơn chương trình đã bật bài nhạc rất phù hợp với bọn em. Rất phù hợp luôn á, đúng là ba bà thì bán lợn con luôn á. Sau khi mà các bạn đã thử thách xong cái phần mà bị vạ của mình, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc soi mói. Xin mời.